Sáng ngày 11 tháng 5, Hòa Thượng Danh Luân, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử 22, quận Tân Bình. Cùng đơn vị này còn có các ứng cử viên, ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 14 quận Tân Bình, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, bà Tiêu Yến Trinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kết nối Nhân tài. Tại hội nghị, Hòa thượng Danh Luân cho biết, nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đây là cơ hội để tôi cùng các đại biểu được lắng nghe, nắm bắt ý kiến, mong muốn của cử tri và chuyển tải tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cuộc họp của Hội đồng Nhân dân, đến các cấp lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tôi và các đại biểu sẽ góp phần đề xuất xây dựng những chủ trương chính sách giúp quận Tân Bình phát triển hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Hòa thượng khẳng định, tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc là những vấn đề luôn được cử tri xã hội quan tâm. Do vậy, Hòa thượng và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, góp phần xây dựng xã hội ổn định, phát triển hài hòa, giải pháp để đạo và đời cùng tồn tại và phát triển bền vững. Tại hội nghị, cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới phải đề xuất có giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện tốt vai trò giám sát của mình. Thay mặt các ứng cử viên, ông Lê Hoàng Hà đã trả lời những kiến nghị của cử tri.